Ca sĩ Châu Việt Cường khai, trong lúc phê ma túy đã tưởng bạn gái bị ma nhập nên ôm chặt, nhét tội vào mồm khiến nạn nhân tử vong. Tối ngày 5 tháng 3, lãnh đạo công an quận Đống Đa cho biết đã tạm giữ ca sĩ Châu Việt Cường, 40 tuổi, quê ở Thanh Hóa để làm rõ hành vi liên quan đến một vụ chết người. Cường khai với cảnh sát, rạng sáng ngày 5 tháng 3, anh cùng cô gái 20 tuổi quê ở Trương Mỹ, Hà Nội và hai người bạn về căn hộ ở đường Nguyễn Văn Ngọc, quận Ba Đình. Nhóm này sử dụng ma túy tổng hợp và quan hệ tình dục. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Cường ảo giác, nghĩ cô gái 20 tuổi bị ma nhập nên ôm chặt và nhét tỏi vào miệng, khiến nạn nhân ngạt thở tử vong. Cảnh sát sau đó khám nghiệm pháp y, phát hiện hơn 30 nhánh tỏi gây tắc đường hô hấp của cô gái. Lãnh đạo công an quận Đống Đa cho biết, khi bị triệu tập lên cơ quan điều tra, người Cường nồng nặc mùi tỏi và có biểu hiện ngáo nên lời khai nhiều mâu thuẫn. Đến tối, nam ca sĩ đã khá ổn định và dần nhớ lại mọi chuyện. Cảnh sát tiếp tục triệu tập những người có liên quan để làm rõ.